Xin chào, khi nhắc đến tiền xu, người ta chỉ xem chúng như những hoài niệm. Một số người còn lưu giữ những đồng tiền xu như là những món đồ cổ quý giá. Vậy tại sao tiền xu, một hình thức tiền tệ hợp pháp, lại không còn lưu thông tại Việt Nam nữa? Cùng nhìn lại quá khứ về sự ra đời của tiền xu. Vào năm 2003, tiền kim loại mệnh giá từ 200 đồng, 500, 1.000, 2.000 và 5.000 đồng được đưa vào lưu thông nhằm thay thế dần các đồng tiền carbon có mệnh giá tương đương. Các mệnh giá 200, 500 đồng được làm bằng thép mạ nickel, tiền 1.000, 2.000 đồng làm bằng thép mạ đồng, trong khi tiền xu 5.000 đồng được làm bằng hợp kim, đồng, nhôm, nickel, mặt bên được khí bỏ sò. Lý do để phát hành đồng tiền xu vào thời điểm đó là hướng tới việc sử dụng các loại máy bán hàng tự động, điện thoại, vé bán tự động trong tương lai. Nhưng trên thực tế, khi đó và ở hiện tại, các loại máy này không được ưa chuộng tại Việt Nam. Bỏ qua tính chất bất hợp lý từ buổi đầu đó, tiền xu vẫn được sản xuất bởi lý do rất ít nước lợi nhà là tiết kiệm ngân sách nhà nước, tuổi thọ cao hơn tiền giấy, tiện lợi, bảo vệ môi trường, vân vân. Trái với sự tiên đoán và sự thịnh hành của tiền xu trong tương lai của ngân hàng nhà nước Việt Nam, chúng đã bị tẩy chay mạnh mẽ vì không phù hợp. Và chỉ trong vòng 8 năm ngắn ngủi kể từ năm 2003, tiền xu Việt Nam dần dần biến mất không dấu vết. Vào trong thời gian đầu phát hành, tiền xu đã đánh mất một phần giá trị thanh toán khi được sử dụng như một món quà kỷ niệm và nhanh chóng bị phân biệt đối xử. Mặc dù không có quy định nào cấm trao đổi tiền xu trong thị trường, nhưng đâu đâu người ta cũng từ chối thanh toán bằng tiền xu. Tại sao lại có sự phân biệt như vậy? Sự không phù hợp đầu tiên là mệnh giá tiền xu quá thấp. Nhu cầu trao đổi ngày càng trở nên lớn hơn. Với mệnh giá lớn nhất chỉ 5.000 đồng, tiền xu gây khó khăn trong việc giao thương của người tiêu dùng. Không nói đâu xa, mỗi ngày chúng ta trao đổi thanh toán trung bình từ 100 đến 200.000 đồng. Số tiền đó nếu là tiền xu 1.000 thì sẽ là 200 xu, 5.000 sẽ là 40 xu. Việc mang theo vô cùng cầm kềnh và bất tiện. Trong khi đó, với tiền giấy, mọi việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thứ hai, không giống như ngân hàng nhà nước tuyên bố, tiền xu rất khó bảo quản và rất dễ đánh rơi. Chất lượng tiền xu kém, dễ bị oxy hóa, ám mùi khó chịu, màu xỉn trông không đẹp. Nên nếu vô tình sổ tiền xu, người ta cũng nhanh chóng đem ra trao đổi để lấy tiền giấy. Dù cũ cũng bắt mắt hơn, nó còn dễ bị đánh rơi khi chúng ta lỡ tay và rất khó để tìm thấy. Thứ ba là trong quá trình lưu thông tiền xu thì đã có rất nhiều ca cấp cứu nguy hiểm do trẻ em đã vô tình để rơi chúng vào đường hô hấp. Khi ấy nhà nhà có trẻ em liền hạn chế sử dụng tiền xu để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khi ấy tiền giấy được tôm lên là thứ vừa an toàn, vừa nhẹ, tiện lợi, dễ sử dụng hơn thì tất nhiên là không ai thích sử dụng tiền xu cả. Thứ tư, tiền xu bị từ chối ở mọi nơi. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái kết không có hậu của đồng tiền này. Đem tiền xu mua hàng ở chợ, ta chỉ nhận được sự ghé lạnh đối với tiền xu. Với những câu nói quen thuộc như giờ không ai xài tiền xu nữa, vừa bất tiện lại dễ mất. Nếu mua lẻ thì có thể cho nợ chứ không nhận tiền xu. Ngay cả các siêu thị lớn hay các trung tâm thương mại lớn cũng không nhận tiền xu sau một thời gian phát hành. Trong thời gian đó, không nơi nào nhận giao dịch bằng tiền xu trừ các ngân hàng. Vì thế, khoảng thời gian còn lưu thông, tiền xu mặc nhiên bị mất giá trị của chính nó và bị đào thải tự nhiên. Thứ năm là mục đích sử dụng tiền xu ban đầu không được thực hiện. Tại Việt Nam, các hệ thống bán hàng tự động không nhiều nên ngay từ khi ra đời, tiền xu đã mang cho mình án tử. Mệnh giá quá nhỏ không phù hợp, không thể mua hàng, vô tình gây ra sự lãng phí lớn. Đến năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý ngừng đúc và đưa vào lưu thông loại tiền kim loại này. Kể từ thời điểm đó, đồng tiền xu cũng đã vắng bóng trong lưu thông. Đến năm 2019, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, đơn vị này sẽ bán đấu giá hơn 600 tấn kim loại phế liệu sau khi bị tiêu hủy với giá khởi điểm là 48,1 tỷ đồng, không bao gồm VAT và chi phí bốc dỡ di chuyển. Như vậy, sau nhiều năm bon chen trên các thị trường mua bán, tiền xu chính thức bị khai tử. Đây là một kết quả đáng buồn nhưng không quá ngạc nhiên của một đơn vị tiền tệ không được sử dụng theo giá trị vốn có của nó. Và qua video này, các bạn đã hiểu rõ hơn vì sao tiền xu lại không còn lưu thông ở Việt Nam nữa. Nếu thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào!